Hello, xin kính chào các bạn. Thì bữa hôm nay là đầu năm mới 2022 rồi. Đáng lẽ theo như lịch trình là bữa hôm nay mình sẽ đi về Việt Nam các bạn. Nhưng mà hôm qua mình có một người bạn họ về Việt Nam vé một chiều á, là cho thời buổi Covid này á, là 4.200 đô la cho vé một chiều thôi đó nha các bạn. Nếu mà đi hai chiều á là 8.000 đô la cho một chuyến đi Việt Nam vé máy bay thôi đó nha. Và phải ở cách ly khách sạn 7 ngày các bạn. Trời ơi, đi Việt Nam năm nay khó quá cho nên mình không đi Việt Nam các bạn. Nhưng mà có nhiều bạn hỏi mình là anh Nhân ơi, anh Nhân có đi Việt Nam bao giờ chưa? Anh Nhân kể về Việt Nam đi. Thì mình mới nhớ là năm 2015 mình có một hành trình về Việt Nam các bạn. Nhưng mà lúc đó mình chưa có đi làm YouTube cho nên mình không có quay. Thì bữa hôm nay sẵn tiện năm mới, sẵn dịp năm mới, đúng không? Mình sẽ kể cho các bạn nghe hành trình ăn chơi Việt Nam của một Việt kiều đẹp trai như mình. À, để uống cà phê cái đã. Thì các bạn nào thích nghe thì hãy nghe, còn các bạn thích không thích nghe thì đừng nghe nha. Ok. Thì các bạn biết không, cách đây vào 6 năm về trước, có nghĩa là năm 2015, đó chính là cái lần cuối cùng mà mình về Việt Nam các bạn. Từ sau cái lần đó là mình không về Việt Nam nữa. Ok, các bạn phải nghe các bạn mới hiểu. Thì các bạn biết không, cách đây 6 năm về trước, vào năm 2015 các bạn, thì mình có quen một cô em gái, mà cái cô em gái đó sau này mình gọi là con vợ mập của mình đó. Thì mình có quen một cô em gái các bạn. Thì đáng lẽ là mình với cô em gái này á, sẽ dự định là tụi mình sẽ đám cưới ở bên Mỹ các bạn. À, đám cưới bên Mỹ nha. Nhưng mà các bạn biết ở Mỹ á, nhà hàng tiệc cưới á, thì nó le que vài cái thôi, với lại nó không có đẹp nữa. Với lại bà con của mình ở bên Việt Nam, bạn bè của mình ở bên Việt Nam, bà ở bên Mỹ này, cái mình với con vợ mình tổ chức đám cưới á, nó thật sự thì mời cũng chẳng có ai đi nữa các bạn ha. Về Việt Nam mình họ chùm sò lắm các bạn. Thì cho nên mình với con vợ mình mới quyết định là chơi lớn, là đi về Việt Nam để tổ chức đám cưới các bạn. Đó, thì nói là làm liền các bạn. Thì sau cái lời nói đó, mình với vợ mình quyết định là thu xếp hành lý, công ăn chuyện làm để về Việt Nam đám cưới, có nghĩa là cuối tháng 1 năm 2015. Đó là cưới xong là tất tay tết ta luôn các bạn nhé. Thì lúc này mình mới nói con vợ mình là thôi nghỉ đi làm nail đi, để về Việt Nam để chuẩn bị nhà hàng tiệc cưới rồi thiệp mời đồ đó. Thì con vợ mình với lại ba mẹ mình về trước các bạn. Thì con vợ mình nó về chung với mẹ nó để mà lo cho bên đàn gái, còn ba mẹ mình thì về với mẹ mình để mà lo cho bên đàn trai các bạn. Thì mình phải làm cái Noel, mình phải làm xong cái tết tây, thì qua cái tết tây rồi mình mới đi về các bạn. Tại vì việc qua cái tết tây là trời nó lạnh, tiết nó rơi, rồi đường nó đá không à, không có ai làm nail cả, cho nên đó chính là cái thời gian thích hợp để mà đi về Việt Nam các bạn nhé. Ok, thì các bạn biết không, thì mình làm xong cái tết tây rồi đó, là mình bắt đầu là chuẩn bị đi ra sân bay để về Việt Nam. À, thì con vợ mình nó đã đi về Việt Nam trước một tháng rồi, để nó đi in thiệp cưới, rồi đi mua mướn nhà hàng, mướn rạp, mướn sân khấu, mướn này, mướn đặt tiệc tùng đồ. Tại vì cái mùa đó là mùa cưới các bạn, rồi rất là bận rộn nha, mình không đặt trước là không kịp. Và chụp hình, đó, chụp hình cưới. Thì trong cái tập này á, mình sẽ kể là cái hành trình đi về Việt Nam và bị kẹt ở Hàn Quốc, người ta gọi là lạc lối ở Hàn Quốc. À, thì các bạn biết không, trong tất cả những cái hãng máy bay á, mình thích đi nhất là hãng máy bay Korean Air, có nghĩa là hãng máy bay Hàn Quốc đó các bạn. Mình không thích đi hãng China Airlines các bạn, là hãng máy bay Đài Loan đó, chứ không China Airlines là các bạn sẽ bay qua Đài Loan. Mình ghét đi hãng đó lắm. Thì mình ưu tiên cho hãng Hàn Quốc các bạn, mấy em tiếp viên Hàn Quốc nó đẹp lắm các bạn ơi. Mình lên máy bay là mình ngồi mình nhìn mấy em tiếp viên Hàn Quốc đi qua đi lại là mình mê liền à. Ok, thì các bạn biết không, đúng ngày đúng giờ rồi, thì bây giờ á, bên Việt Nam đã đặt tiệc cưới xong rồi, đặt chụp hình cưới xong rồi, đặt rạp cưới xong rồi, bây giờ chỉ còn chờ một nhân vật chính, đó chính là chú rể đẹp trai là mình đây đó. Nhưng mà mình chưa về bạn, mình phải lo làm ăn không, đi vỗ nail không à, để về chứ. Thì bữa hôm nay là cái ngày mà mình phải đi ra sân bay để mà đi về Việt Nam các bạn ha. Có nghĩa là bữa hôm nay là thứ hai, mình về Việt Nam sẽ là sáng thứ tư các bạn nha. Mình theo lịch trình là sáng thứ tư, thì mình về Việt Nam là sáng thứ tư, và ngày hôm sau là mình phải bay ra Nha Trang, là mình phải bay ra Nha Trang để chụp hình cưới là sáng thứ sáu các bạn nha. Là lịch trình là đã lên sẵn rồi, là sáng thứ sáu là mình phải có mặt ở Nha Trang các bạn. Ok,
Thì các bạn biết không, mình đi ra sân bay thì cái lịch trình mà theo như mà mình hay về Việt Nam á, tức có nghĩa là từ thành phố của mình ở, mình sẽ bay qua thành phố lớn, đó chính là thành phố Los Angeles. Và từ Los Angeles mình sẽ bay qua thành phố Incheon của Hàn Quốc. Và từ Hàn Quốc mình sẽ bay về Sài Gòn các bạn nha. Ok, Tân Sơn Nhất Sài Gòn, đó là chính là 3 chuyến bay. Thì theo lịch trình là như vậy các bạn. Thì khi mà mình bay, các bạn biết mình là chú rể, mình là về cuối cùng, coi như là bên đàn trai là đàn gái, là những cái người nào mà về dự tiệc á là về hết rồi đó, chỉ còn mình chú rể là chưa về thôi. Thì mình với thằng em của mình là hai người đi về cuối cùng, tại vì mình phải làm xong cái New Year, phải không, là mình mới về. Còn thằng em mình nó cũng vậy luôn các bạn, nó phải làm xong cái New Year nó mới về. Thì bữa hôm nay hai anh em mình đi ra sân bay các bạn, hai anh em đi ra sân bay. Thì các bạn biết không, đi ra sân bay là mình thấy là trời tiếng nó bắt đầu rơi, là mình nghi nghi đó các bạn, tại mình nghi nghi rồi đó. Ok, thì mình vừa ngồi lên máy bay của cái sân bay thành phố mình thôi á, là tiếng nó bắt đầu rơi xuống rồi. À, là mình thấy lo đó nha, mình thấy sốt gió rồi đó. Thì các bạn biết không, tiếng nó rơi xuống thì lúc này ông phi công ổng bắt đầu ổng nói lên là: kính chào quý vị hành khách, rồi chúc các bạn chuyến đi vui vẻ, nhưng mà chúng tôi phải trễ hơn 30 phút nữa chúng tôi mới bay được. Thì lúc này mình bắt đầu sốt ruột đó, nhưng mà không sao, tại vì chở có 30 phút thôi, không, mình bay qua bên kia mình vẫn bắt được cái chuyến bay bên kia các bạn, không sao. Thì khi mà mình bay qua bên kia đó các bạn, là cái chuyến bay được trễ 3 phút rồi các bạn ha. Thì bây giờ mình máy bay vẫn bay các bạn, không, mình mừng các bạn. Thì mình vừa bay qua bên kia thì cái chuyến bay bên kia nó chưa tới các bạn, cái chuyến bay bên kia nó chưa tới. À, có nghĩa là mà cái chuyến bay của mình bay qua đây rồi là mình tưởng là mình sẽ được đi lên cái chuyến bay tiếp theo các bạn, nhưng mà không, cái chuyến bay bên kia nó bị kẹt bão ở bên chỗ khác, nó chưa tới nữa. Thì các bạn biết không, thì khi mà cái chuyến bay kia nó tới á, là nó tới trễ các bạn, nó tới trễ rồi, nó cắt cánh trễ luôn. Thì lúc này á, lúc này các bạn biết không, mình mới hỏi cái cô tiếp viên á là: thì bây giờ tới trễ vậy á, nếu mà mình bay qua Hàn Quốc á thì có kịp cái chuyến bay Hàn Quốc không? Thì các bạn biết không, thì cô nhân viên nói là: bây giờ cái chuyến bay nó tới trễ rồi, chúng tôi xin lỗi hành khách nha. Tại cái bà tiếp viên là bà nói xin lỗi luôn mà. Thì lúc này các bạn biết không, từ cái chuyến bay từ thành phố của mình đi qua bên cái thành phố Los Angeles á, thì chỉ có một mình thôi các bạn, một mình với em mình là người Việt Nam thôi. Thì từ cái chuyến bay mà Los Angeles mà bay qua Hàn Quốc á, mặc là mình thấy người Việt Nam ngồi la liệt luôn, trời ơi, mười mấy hai chục người Việt Nam luôn các bạn, là những cái người Việt Nam này đều đi về Việt Nam hết. Thì các bạn biết không, thì mặc dù mình biết họ là người Việt Nam các bạn, do mình tới Los Angeles rồi, không, mình ngồi ở trước cái cổng máy bay là chuẩn bị bay qua Incheon Hàn Quốc, sân bay Hàn Quốc các bạn. Thì những cái người Việt Nam này họ nhìn mình các bạn, họ biết mình Việt Nam, mình nhìn họ mình biết họ cũng Việt Nam, nhưng mà họ không chào hỏi mình, họ không nói chuyện mình các bạn. Thì các bạn ra sân bay Mỹ là các bạn gặp người Việt Nam là họ ít khi nói chuyện với các bạn lắm. Thì bây giờ các bạn đã biết là máy bay nó tới trễ rồi, nhưng mà nó vẫn tới các bạn ha. Thì những cái người Việt Nam họ ngồi la liệt ở sân bay của Los Angeles luôn. Thì cuối cùng thì máy bay cũng đã tới các bạn. Và các bạn biết được là khi mà các bạn bay qua Hàn Quốc á, là các bạn không có máy bay để bay về Việt Nam, tại vì các bạn đã bị trễ rồi, cái chuyến bay ở Los Angeles nó đã trễ các bạn rồi, cho nên cái chuyến bay Hàn Quốc các bạn cũng bị trễ luôn. Ok, thì cuối cùng thì cái chuyến bay Los Angeles nó đã tới các bạn. Và các bạn lên thì lúc này các bạn thấy trong cái khoang này có khoảng mười mấy hai chục người Việt Nam các bạn, hơn mười mấy hai chục người Việt Nam, nhưng mà còn lại là người Mỹ và người Hàn Quốc thôi. Thì các bạn đi vô hãng máy bay, hãng Korean Air của Hàn Quốc các bạn, đó bây giờ trống. Thì lúc này mình mới gọi điện thoại về cho con vợ mập của mình các bạn, mình mới nói là bây giờ là có thể mình sẽ về Việt Nam trễ hơn một ngày theo dự định, có nghĩa là thay vì thứ tư mình mới về tới Việt Nam các bạn, nhưng mà bây giờ là thứ năm, có thể là tối thứ năm mình mới về tới Việt Nam được. À, trễ hơn một ngày so với dự định. Tại vì nếu mà mình về Việt Nam thứ năm á, thì không thể nào mà mình bay ra Nha Trang thứ sáu được, phải không? Các bạn hiểu không? Đó. Cho nên mình phải gọi vé máy bay, mình về cái vé máy bay lại một ngày nữa, có nghĩa là thứ bảy mình mới bay ra ngoài Nha Trang được các bạn ha. Thì mùa lễ mà bạn bận rộn lắm, mình phải bù thêm tiền cho cái vé máy bay để họ đổi với mình các bạn nhé, chứ không phải là họ đổi đâu. Thì bây giờ mình vô máy bay thì mình gặp những người Việt Nam, thì các bạn biết không, lúc này những người Việt Nam này họ vẫn chưa chào hỏi mình gì chứ bạn. Thì các bạn biết không, khi mà mình bay qua tới Hàn Quốc rồi các bạn, mình bay qua tới Hàn Quốc rồi, thì lúc này á các bạn biết không, đúng là như vậy các bạn, đúng là như vậy,
cái chuyến bay nó thực sự bị trễ các bạn. Thì bây giờ mình quyết định là mình mới đi gặp cái cô em tiếp viên máy bay của Korean Air đó bạn. Mình hỏi là bây giờ làm sao mà chúng tôi về Việt Nam đây, còn một chuyến máy bay nữa mà. Thì cái cô tiếp viên này á, cô mới nói là quý vị yên tâm đi, chúng tôi sẽ kết nối chuyến bay gần nhất cho quý vị, đó chính là sáng ngày mốt bạn. Thì lúc này những cái người Việt Nam họ giống như là họ bực bội, họ la ó ầm sùm các bạn. Trời ơi, chúng tôi phải về gấp, chúng tôi phải có công chuyện ở Việt Nam các bạn. Thật, mặc dù là họ không có công chuyện gấp gì cả, họ chỉ nói vậy thôi các bạn. Họ làm khó cái em Hàn Quốc các bạn. Trời, làm con nhỏ đó đứng chim luôn đó. Thì cái em Hàn Quốc này, em thấy mấy người Việt Nam này la ó quá các bạn, cho nên họ cô em này cũng sợ, cho nên cô em này quyết định là sẽ gọi manager ra, có nghĩa là cái anh quản lý của cái chỗ sân bay này ra. Thì các bạn biết không, lúc này những cái người Việt Nam mình đó các bạn, người Việt Nam của mình bây giờ mới chào hỏi, là chào, ôi mấy anh chị lại đây. Thì lúc này các bạn, những cái người Việt Nam gồm mười mấy hai chục người, trong đó có mình với em mình các bạn, họ mới tập trung lại, họ nói là bây giờ á, tụi mình nó nãy giờ tụi mình đứng rải rác không, người này hỏi, có nghĩa là nãy giờ mặc dù là có hai chục người Hàn Quốc đó, 20 người Việt Nam ở đó các bạn, nhưng mà người này lên hỏi là cô ơi, chừng nào tôi mới có máy bay về Việt Nam. Xong rồi tới người khác hỏi là cô ơi, chừng nào tôi có máy bay Việt Nam. Thì mỗi một người hỏi một câu bạn, cho nên con nhỏ Hàn Quốc này á, nó cũng trả lời cho qua các bạn. Bây giờ mình phải tụ lại nhau, mình phải làm dữ lên các bạn. Thì các bạn biết không, hai mươi mấy người Việt Nam tụ tập lại các bạn, giống như là bực bội lên á, bây giờ chúng tôi phải muốn về Việt Nam liền, chúng tôi phải về Việt Nam liền. Thì các bạn biết không, cái cô em tiếp viên Hàn Quốc này tỏ vẻ rất là sợ các bạn, tỏ vẻ rất là sợ, thấy không? Cho nên em phải gọi manager của em ra. Alo anh ơi, những hành khách này họ bực bội quá, anh ra anh giải quyết họ đi. Thì các bạn biết không, sau khi mà những cái người Việt Nam của mình bắt đầu là đồng lòng lại nhau đó, và tụ lại một đám luôn mà, thì có một anh Hàn Quốc các bạn, không, anh Hàn Quốc anh chạy ra, các bạn biết không, mình đã thật sự với các bạn, các người Hàn Quốc họ làm ăn rất là đàng hoàng các bạn, rất là đàng hoàng luôn. Cái thằng Hàn Quốc cái mặc đồ vest và thắt cà vạt đàng hoàng nha, chạy ra cúi chào, xưa hello xin chào các bạn, không, bây giờ mình dịch việc cho các bạn nghe, chào không. Thì anh Hàn Quốc nói là xin lỗi quý anh chị nha, thật sự mà nói cái chuyến bay này đã bị trễ rồi, chúng tôi sẽ cố gắng bắt chuyến bay để cho quý vị về Việt Nam sớm nhất, có nghĩa là ngày mai các bạn, quý vị hãy đợi đi ha. Thì cái anh này ảnh ra ảnh nói đợi một lát các bạn, anh nói là quý vị cứ đợi đi rồi chúng tôi sẽ kết nối. Thì lúc này cái ông Việt Nam nói là bây giờ mình phải kêu nó giải quyết liền chứ, mình chứ không đợi được, đợi nó giờ lâu lắm rồi. Thì mấy người Việt Nam của mình lại nháo nhào, mình phải tạo áp lực cho cô gái này với cái anh Hàn Quốc này các bạn, không. Thì các bạn biết không, cái anh Hàn Quốc này với cô gái này họ mới nói là để yên, chúng tôi tan tính. Thì ảnh mới gọi một cú điện thoại cho sếp của ảnh các bạn. Thì sau khi mà gọi xong rồi, ảnh mới quay trở lại để nói là bây giờ á, chúng tôi có hai dự án cho các bạn. Cái thứ nhất á là các ngày mai á, các bạn ở lại đây 12 tiếng, ngày mai chúng tôi sẽ nói máy bay, có máy bay là lên máy bay đi máy bay liền. Cái thứ hai á, là bây giờ chúng tôi phải kết nối với các bạn qua một hãng máy bay khác trong vòng 4 tiếng nữa. Thì các bạn biết không, thì lúc này những người Việt Nam hồi nãy chung một nhóm đó, bây giờ họ chia ra làm hai nhóm bạn. Một nhóm người á, thì muốn đi qua hãng máy bay khác và bay về Việt Nam theo hướng khác. Nhưng mà họ nói là ủa như vậy, bay như vậy rồi hành lý của chúng tôi còn sao, tại vì cái chuyến bay này không phải là chuyến bay của chúng tôi, chuyến bay chúng tôi là nó bay về rồi. Thì anh Hàn Quốc nói là cứ yên tâm, chúng tôi sẽ kết nối với cái chuyến bay kia, là hành lý sẽ về Sài Gòn không sao cả, ok. Thì bây giờ người Việt Nam chia ra làm hai nhóm bạn, mới đây là mất đoàn kết rồi đó. Thì các bạn biết không, mới đây là chia rẽ rồi đó, không. Thì bây giờ có một nhóm người á, là họ nói thôi ngồi đợi đi sân bay tới ngày mai đi, rồi máy bay tới rồi mình đi. Rồi có một nhóm á, thì muốn đi liền, có nghĩa là 4 tiếng sau họ sẽ kết nối mình với một cái hãng máy bay khác, giống như là họ nhồi nhét mình vô có thể đó. Thì các bạn biết không, bây giờ cái những người Việt Nam nói thôi đợi đi. Thì lúc này các bạn biết không, những cái người Việt Nam này á, họ quyết định là họ sẽ đợi tới ngày mai để đi cái chuyến máy bay gọi là an toàn nhất. Là chuyến máy bay là về Việt Nam là có vali, có hành lý liền các bạn. Còn đỡ hơn họ nhồi nhét mình vô cái máy bay này, mình không biết là mình đi đâu ha. Thì những cái người Việt Nam này họ thấy như vậy á, họ cũng nói thôi vậy tụi tôi đợi luôn. Thì bây giờ người Việt Nam của mình lại sát nhập vô với nhau các bạn.
tự nhiên mình thấy một cái tinh thần Việt Nam đoàn kết ở đây, không lạc lối giữa Hàn Quốc và thấy tinh thần Việt Nam đoàn kết quá. Thì các bạn biết không, trong khi mà ngồi chờ đợi thì anh Hàn Quốc nói là bây giờ á, chúng tôi thành thật xin lỗi quý anh chị, để cho anh chị đợi lâu, chúng tôi sẽ cho quý anh chị về khách sạn để ngủ đêm nay và ngày mai sáng chúng tôi sẽ rước anh chị. Wow, thì các bạn biết không, thì tự nhiên mình nghe tin diễn mình mừng mang, tự nhiên đáng lẽ là mình phải ở khách sạn 12, mình phải ở sân bay 12 tiếng đồng hồ, và 12 tiếng đồng hồ các bạn biết không, đó là có máy bay là họ cho mình vô liền, nhưng mà cái anh đã nói là chúng tôi sẽ điều xe tới đưa quý vị về khách sạn gần nhất và ngày mai chúng tôi sẽ rước quý vị ra đây và lên máy bay, là không trễ giờ luôn, không cần đợi chờ luôn. Thì các bạn biết không, thì những người Việt Nam này khoái, trời ơi, thấy chưa, tôi đã nói rồi, phải làm khó tụi này hả, mình làm khó nó, bạn bây giờ nó cho mình ở khách sạn miễn phí luôn. Thì cũng là cái anh Hàn Quốc hồi nãy bạn, ảnh mới gọi thoại, ảnh mới điều xe tới các bạn. Thì lúc này á các bạn biết không, những cái người Việt Nam mình họ mới chào hỏi ở nhà, ồ cháu quê ở đâu vậy, ồ anh quê ở đâu vậy, ồ chú quê ở đâu vậy. Thì lúc này các bạn, người Việt Nam của mình họ mới chào hỏi lẫn nhau, nãy giờ là đứng á, là coi như là nói chuyện qua lo thôi à, tôi muốn về Việt Nam, tôi muốn đi đây. Thì bây giờ là coi như là người Việt Nam của mình bắt đầu là họ thoải mái hơn rồi, họ nói chuyện với nhau à. Thì bây giờ cái anh Hàn Quốc ảnh đã điều xe tới gọi bạn, thì ảnh cầm cái lá cờ, ảnh mới nói là follow me, quý anh chị đi theo tôi đó. Thì mình 12 nhóm người mới đi theo bạn. Thì các bạn biết không, trong cái nhóm người này thì có mình với em mình với mấy người Việt Nam khác nữa, và có hai ông bác già nữa các bạn. Hai ông bác già là chắc là về Việt Nam hồi hưu các bạn. Thì hai ông bác già này cứ đi lẻo đẻo tới mình, họ nói là cháu đợi bác với bác không biết đường, cháu đợi bác với nha. Thì các bạn biết không, hai ông bà già thì nói với mình, chị thì mình thấy cũng tội nghiệp, bạn nói là ok bác cứ đi theo con đi, con dẫn bác con đi, có gì con rủ bác theo. Thì những người Việt Nam khác họ còn trẻ các bạn, họ mặc dù là họ Việt Nam nhưng mà họ cũng có gia đình của họ, cho nên họ cũng không có thân với hai ông bác đây các bạn. Thì cuối cùng thì mình cũng đã leo lên cái chiếc xe bus để đi vô thành phố Hàn Quốc các bạn. Đây là lần đầu tiên mình ghé sân bay Hàn Quốc, mình bị kẹt ở Hàn Quốc và mình được đi vô Hàn Quốc các bạn ha. Thì sau khi mà mình ngồi ở trên cái chuyến bay của Hàn Quốc đó các bạn biết không, mình chạy vô thì mình thấy thực sự thì Hàn Quốc á, nó ở bên ngoài á, nó cũng bình thường đó các bạn, nó không có đẹp giống như là trên phim mình hay coi các bạn ha. Chắc là mình chưa vô trung tâm thành phố các bạn, đường xá thì nó cũng hơi hẻo lánh. Thì các bạn biết mà họ chạy tới một cái khách sạn các bạn. Thì họ chạy tới là mình vừa xuống thì cái anh đó ảnh tới các bạn là ở trong khách sạn Hàn Quốc đó, là nó gần sân bay đó các bạn. Là có một cô tiếp viên đứng ở đó sẵn các bạn nha. Thì lúc này cô tiếp viên này á, họ mới hỏi là có cần bao nhiêu phòng. Thì mỗi một gia đình sẽ được một phòng các bạn nha. Họ không có dồn mình vô chung giống như là Covid bây giờ đâu. Hồi xưa đã các bạn. Thì mình với em của mình thì được một phòng, hai bác già kia được một phòng, còn mấy gia đình kia là mỗi một gia đình là sẽ được một phòng các bạn nhé. Thì họ đưa cho mình tầm 7 cái chìa khóa, thì mười mấy người Việt Nam là 7 gia đình các bạn. Thì mỗi một người sẽ một chìa khóa các bạn ha. Lúc này là bây giờ các anh nó nói là bây giờ quý anh chị có thể lên phòng nghỉ ngơi, tắm rửa tất cả hoàn toàn miễn phí. Ngày mai tụ tập ở dưới đây, em sẽ chở quý anh chị ra sân bay để đi về Việt Nam. Thì các bạn biết không, bây giờ ai cũng có chìa khóa phòng rồi, bây giờ là ai cũng đi á, thì các bạn biết không, tự nhiên cái mấy người Việt Nam nói là ơi tôi đi lên phòng trước nha, ngày mai đợi tôi dưới đây nha, đợi tôi dưới đây nha. Thì mấy người Việt Nam kia cũng nói là ơi anh chị lên phòng trước nha, ngày mai nhớ đợi anh chị dưới đây nha. Thì cái hai bác già kia nói thôi vậy con lên phòng con nghỉ đi, ngày mai con đi, con nhớ đợi bác đi với nha. Các bạn biết không, tự nhiên mà thấy tình người Việt Nam nó ấm cúng cái gì đâu các bạn. Tự nhiên bây giờ mình với họ chẳng quen biết mà bây giờ họ đợi chờ mình các bạn, không đó mình cảm thấy vui các bạn ha. Thì bây giờ mỗi một người cầm chìa khóa đi lên phòng của mình, thì mình với em mình cũng cầm chìa khóa đi lên phòng các bạn, tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi các bạn ha. Thì mình cũng gọi điện thoại Việt Nam, mình nói là bây giờ mình đang ở bên Hàn Quốc, không có nghĩa là bây giờ mình không thể nào về kịp rồi, tại vì ngày mai mình mới ra sân bay, có nghĩa là tối chủ nhật á, mà tối thứ tư mình mới về tới Việt Nam các bạn, không là sáng thứ năm mình mới có mặt ở Việt Nam ha, trễ hơn một ngày so với dự định. Thì các bạn biết không, sáng ngày hôm sau thì mình với thằng em mình thức dậy các bạn, không công nhận khách sạn Hàn Quốc đẹp thì thôi luôn, không ăn uống tắm rửa đồ sạch sẽ.
thì mình mới đi xuống sảnh, mình với thằng em mình đó đi xuống sảnh để coi mấy người Việt Nam kia có chưa bạn. Thì mình vừa xuống thì mình cũng thấy những cái cặp trẻ họ đi xuống bạn, ê chào anh chị khỏe không, trời ơi ngủ đây đảo quá ta. Các bạn ơi, ngủ khách sạn đỡ hơn ngủ sân bay không. Thì những cái người Việt Nam khác họ cũng đi ra, ấy khỏe không, trời ơi tưởng mày đi trước chứ, chào. Các bạn biết không, cái cảm giác mà các bạn gặp những người Việt Nam ở một cái nơi xa lạ mà họ chào các bạn, nó rất là vui bạn, giống như là một cái tình làng nghĩa xóm ở đây ha. Chào 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 khỏe không, khỏe không, thì hai ông bác già cũng ra, ôi chào hai cháu, chào mấy anh mấy chị, chào mấy con đó. Nhưng vậy thì bây giờ điếm nha, đủ mặt chưa, còn gia đình nào nữa không, ở lại đây là bị kẹt đấy luôn nha. Thì lúc này các bạn, những người Việt Nam kia họ bắt đầu đếm coi có đủ số không, cái ông kia đâu rồi, cái ông hôm qua đâu rồi. Cuối cùng thì đụng đủ rồi các bạn ha. Thì lúc này cái cô tiếp viên á, cổ mới bước ra, cô nói là à còn tới một tiếng nữa thì xe mới tới, à ở đây có buffet nè, nếu mà quý anh chị muốn ăn á thì có thể vô ăn được, tất cả đều miễn phí hết trơn. Thì các bạn biết không, bây giờ tới một tiếng xe mới tới được mà buffet miễn phí nữa, trời, bị kẹt ở Hàn Quốc được ngủ khách sạn miễn phí mà bây giờ được ăn sáng buffet miễn phí nữa các bạn. Thì những người Việt Nam nói ôi được ăn sáng miễn phí thì vô ăn đi. Thì lúc này nguyên đám Việt Nam mới kéo vô buffet ăn các bạn, miễn phí mà. Thì các bạn biết không, lúc đó là mình chưa có làm YouTube các bạn, cho nên mình không có quay lại cái cảnh này rồi, nó thực sự thì nhớ lại rất là vui ha. Thì nguyên một đám Việt Nam kéo vô buffet của khách sạn để ăn các bạn. Thì trong buffet gồm có sữa đậu nành nè, cháo trắng nè, rong biển nè, cá kho của người Hàn Quốc nè, nói chung là đồ ăn Hàn Quốc đó các bạn, thấy không? Rồi bánh nè, french fry nè, khoai nhèo, nói chung là đồ ăn sáng các bạn, cho nên nó cũng không phải là cầu kỳ lắm. Nhưng mà ăn cũng rất là vui các bạn ha. Thì hai ông bác già đó cứ lẻo đẻo đi theo mình các bạn. Lẻo đẻo theo mình. Rồi sau đó đi vô thì hai ông bác già đó ngồi xuống kế với mình các bạn, giống như là họ thấy thân với mình hơn những người Việt Nam khác. Thì những người Việt Nam khác cũng kéo ghế ngồi chung với mình các bạn. Mấy em đi Việt Nam về đâu vậy, chừng nào về Việt Nam nhớ ghé anh chị uống cà phê nha. Rồi người này thì mời ghé nhà họ, người kia thì nói là về Việt Nam nhớ ghé nhà chị chơi cho biết nhà nha, về Việt Nam nhớ ghé nhà chú nha. Hai ông bác già cũng nói là trời con về Việt Nam con nhớ ghé hai nhà hai bác chơi cho biết nhà nha đó. Nhưng mà các bạn biết không, họ nói gì vậy thôi, tới Việt Nam thì ai cũng bận, không ai ghé nhà ai cả. Thì sau khi mà ăn xong rồi bạn, ăn xong rồi thì tầm 15 phút sau thì ai cũng no cả, nhưng mà xe bus chưa tới. Thì ngồi nói chuyện, người này hỏi người kia hỏi người nọ, ô chú đi Việt Nam làm cái gì vậy? Không, người thì nói Việt Nam thăm bồ, người nói thì Việt Nam thăm gia đình, người nói Việt Nam thăm con cái, không, mình thì Việt Nam cưới vợ, nói chung là tình làng nghĩa xóm rồi, không? Chuyến đi Việt Nam năm 2015 là một chuyến đi rất là vui đối với mình. Đó. Thì các bạn biết không, cuối cùng thì xe bus cũng đã tới các bạn. Và cái anh hôm qua anh đã chạy vô, anh nói là bây giờ xe tới rồi, mời quý anh chị đi theo con. Đó, thì ảnh mới dẫn mình lên xe bus các bạn. Thì chiến xe bus này lại chở mình về sân bay nữa. Và lần này mình đi thẳng vô, mình không cần phải kiểm tra đồ các bạn ha. Sau khi mà mình vô xong rồi thì mình mới lên máy bay, là 5 tiếng nữa là mình sẽ bay về Việt Nam các bạn nhé. Có nghĩa là bữa hôm nay mặc dù là trời sáng bên Hàn Quốc các bạn, nhưng mà mình bay Việt Nam mình không biết làm sao mà trời đã vẫn sáng bên Việt Nam. Ok, thì cuối cùng là mình cũng đã về tới Việt Nam rồi. Thì sau khi mà mình về tới Việt Nam các bạn biết không, cái cảm giác mà các bạn bay từ sân bay của Mỹ, các bạn bay qua sân bay Los Angeles, cái cảm giác của các bạn rất là vui, giống như là các bạn đi chơi đó. Nhưng mà từ Los Angeles mà các bạn bay qua tới Hàn Quốc là 13 tiếng các bạn, thì các bạn cảm thấy rất là mệt mỏi. Cái chuyến bay này là cái chuyến bay dài nhất trong tất cả chuyến bay 13 tiếng, thì các bạn cảm thấy rất là mệt mỏi. Và cái chuyến bay cuối cùng các bạn cảm thấy rất là hồi. Thì các bạn biết không, trên máy bay này á, thì mình biết là có hơn 20 người từ Việt Nam, từ Mỹ về Việt Nam. Nhưng mà ở Hàn Quốc á, nó cũng đón thêm vài người Việt Nam từ Hàn Quốc về Việt Nam nữa. Cho nên cái chuyến máy bay này đa số là người Việt Nam các bạn. Nhưng mà những người này không từ Mỹ về, cho nên mình cũng không thân với họ lắm. Thì lúc này á, các bạn biết không, khi mà những người Việt Nam từ Mỹ về đó là chung chuyến với mình á, họ lên máy bay thì lần này là ngồi xe hết rồi các bạn. Thì mấy người đó nói em về Việt Nam em nhớ liên lạc với anh chị nha, ghé nhà anh chị chơi cho biết nhà nha, đi cà phê nha. Thì bây giờ chia ra các bạn, mình với em mình thì ngồi khúc này, hai ông bác già thì ngồi khúc kia, mấy người kia thì ngồi khúc nọ, ngồi. Thì lúc này là về tới Việt Nam rồi, cho nên họ cũng không sợ là họ bị lạc nữa các bạn.
thì máy bay bay vô không phận Việt Nam bạn, thì những cái người này ai cũng nhìn xuống, trời ơi Việt Nam kìa, nơi tôi sống đó, Việt Nam đó đó. Các bạn biết cái chuyến máy bay cuối cùng là cái chuyến máy bay hồi hộp nhất, đã lâu rồi mình không thấy lại quê hương của mình các bạn, đã lâu rồi mình không thấy lại quê hương mình. Thì rốt cuộc thì cái chuyến máy bay cũng đã đáp xuống bạn, và lúc này mình đã bước chân xuống sân bay Việt Nam. À, các bạn biết không, cái cảm giác mà cái cảm giác mà các bạn đặt chân xuống sân bay Việt Nam, các bạn đi vô nó, cái cảm giác nó hồi hộp lắm, giống như mình đi qua sân bay Hàn Quốc các bạn, mình thấy vui bạn, không mình gặp được người Hàn Quốc, người Mỹ, người này kia. Nhưng mà mình xuống sân bay Việt Nam, mình vừa vô sân bay là mình nghe tiếng Việt Nam ồn ào, trời ơi, âm thanh quen thuộc quá, đây đúng là Việt Nam rồi đó. Bây giờ mình đi lấy hành lý, mình đi lấy vali các bạn. Thì mình lấy hành lý xong, mình lấy vali xong, thì mình thấy con vợ mình nó đang đứng ở đợi ở mình ở ngoài các bạn. Đáng lẽ là mình sẽ về cách đây một ngày nhưng mà bị trễ các bạn ha. À, thì trong cái tập này á, là cái mình kể cho các bạn nghe về chuyến đi bão táp. Tại vì á, nếu mà các bạn đi du lịch mà các bạn đi ngay mùa này á, là thế nào các bạn cũng bị kẹt bão tuyết. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video tại đây đi ha. Hẹn gặp các bạn trong tập 2, đó chính là hành trình ăn chơi Việt Nam. Không, cái này là tập 1 thôi nha các bạn. Nếu mà các bạn đã thích thì các bạn hãy lắng nghe thêm tập 2 để mà nghe mình kể về mình đi chơi Việt Nam như thế nào. Tạm biệt các bạn.